Chào tất cả bà con cô bác trên mọi miền đất nước. Hôm nay hai anh em Phước Tệ đi hái cây thuốc về để cho chùa Hương Chân Tự để mà làm thuốc từ thiện cho bá tánh. Mà cây thuốc này rất là quý trong cái vườn nhà ca mọi người có thể đều có. Những cái thuốc này thì ở mọi nơi có nhiều biết người không. Về cái thuốc này nó là ngăn ngừa nhiều chứng bệnh nan y, kể cả chứng bệnh ung thư luôn. Nói chung là cây thuốc rất quý. Vậy cái thuốc này hôm nay là cây thuốc gì? Thì để Phước Tệ sẽ chia sẻ cho bà con cô bác xem tìm hiểu về cây thuốc này. Đây là một cây thuốc rất quý nha cả nhà. Thuốc này ở địa phương mình có tên gọi là cây chùm ngây. Thì cây chùm ngây như thế này. Thì mọi người nhìn lá của nó đây. Lá của nó thì ra chùm như thế này. Ra chùm thế này. Và nó lên cứ một mắt là nó tỉa là hai nhánh này. Cái này là hiện tại là nấu canh ăn rất tốt. Thì cái cây này thì nó mọc ở những cái khu vườn nơi ẩm thấp, trên nương rẫy cũng có, mà đa số là những người dân ở nhà quê thì hay dùng cái cây chùm ngây này để trồng làm hàng rào. Thì có thân cao, thân này có thể nếu nó tốt lên nó khoảng là 5-7 mét nha mọi người. Và đặc biệt nó là cái thân rất mềm, thân cây chùm ngây rất mềm nha, thân mềm chứ không phải là thân cứng đâu. Nó có gỗ mình cũng mềm đó. Thì cái cây chùm ngây này thì nó có liều lượng vitamin B rất nhiều, là B1, B2, B3. Đối với cây chùm ngây thì nếu giả sử như mọi người mà dùng hàng ngày, dùng nó là để nấu canh ăn hoặc là sắc uống thì nó rất là ngừa nhiều chứng bệnh nan y, rất tốt kể cả chứng bệnh ung thư luôn. Để sau đây mình sẽ nói qua những cái căn bệnh mà cái cây chùm ngây nó sẽ ngừa được, kể cả những chứng bệnh mà lâu nay mà ai bị gút nặng thì nên dùng cái rễ của cây chùm ngây sắc nước uống hàng ngày vẫn là rất tốt nha mọi người. Vì rễ chùm ngây là nó có cái thành phần mà vitamin B rất nhiều, cho nên những người bị gút uống rất tốt và nó ngăn ngừa rất nhiều chứng bệnh. Thì ở đây là cái cây chùm ngây này á rất là cao. Cây chùm ngây này là hiện tại nó tầm cao khoảng gần cả 10 mét nha cả nhà. Vì cũng có ông anh là ông cũng biết là hai ni Phước Tệ là đi làm thuốc từ thiện cho chùa, cho nên ông cho cái cây này để chặt đem về chùa. Thì mọi người nhìn là cây rất cao, là cành lá xum xuê. Cây rất cao. Thì cây này thì có nhiều địa phương thì biết, có nhiều người dân địa phương không biết nha. Tại mình hỏi một số địa phương á, như ở vùng phía Bắc của miền Trung á, thì họ không biết cái cây chùm ngây là cây gì. Cho nên mình nói với bà con là có một số bà con biết, có một số bà con không biết nha. Thân cây này rất cao, thân mềm chứ không phải là thân cứng. Thì ngược cái lá chùm ngây này á, nếu mọi người dò ra nấu canh hoặc nấu cháo thì ăn hàng ngày rất là tốt. Mà khi mình nấu cái lá này, mình khi đi tiểu á, nó ra cái mùi thuốc giống như mùi thuốc tây. Cho nên nó là trong cái lá chùm ngây này nó có cái vitamin B rất cao, B1, B2, B3. Vì vậy nó ngừa những chứng bệnh như thế này. Thì mình sẽ chia sẻ cho bà con cô bác nghe. Thứ nhất là nó ngừa được chứng bệnh gì? Thứ nhất là ngừa được bệnh gút nha bà con. Cái thứ hai là những cái cây chùm ngây này nó chữa lành được những vết thương ở da. Chẳng hạn như là những người già mà bị tai biến liệt nằm một chỗ, mà lưng lồ chân cẳng lỗ loét do mà nằm lâu ngày á, thì dùng cái lá cây chùm ngây này thì nấu cháo cho cái người bệnh uống và dùng cái lá nó để mà nấu tắm rửa vết thương hàng ngày thì rất là mau lành nha cả nhà. Đó là cái chứng bệnh thứ nhất. Và chứng bệnh thứ hai là cái chùm ngây này nó sẽ chữa được, ngăn ngừa được cái chứng bệnh là phù nề. Những người bị phù nề, bị sỉn á, kêu độ bị sỉn á thì dùng nó sắc nước uống hàng ngày. Thì đối với cây chùm ngây này thì bà con nên chỉ dùng thân và lá, rễ thì càng tốt, phơi sau trong bóng râm rồi sau hạ thổ, nấu sắc nước uống cho hàng ngày giống như nước trà rất là tốt. Và nó một cái chứng ngừa một được mà cái chứng bệnh là bảo vệ gan rất tốt. Những ai bị viêm gan siêu B thì nên dùng nó nấu nước hàng ngày rất là hiệu quả. Nó là chứng bệnh bảo vệ là gan rất tốt và nó ngăn ngừa được chứng bệnh lão hóa da, lão hóa cơ thể. Thì mọi người cũng nên dùng nó để mà uống rất tốt.
Và nó là cái những người nào, anh em nào mà bị mà đau dạ dày triền miên, đau dạ dày kinh niên thì cũng nên là dùng cái lá cây trồng ngay này xay uống, hoặc là dùng thân và rễ nấu nước uống hàng ngày. Nếu mà bà con mà khó uống thì nên nấu nước ra để trong ngăn mát tủ lạnh đó, uống hàng ngày cũng rất là tốt. Và nó một bảo vệ được là sức khỏe. Những anh em nào sức khỏe yếu kém hàng ngày thì cũng nên dùng thân cây gốc và rễ rất tốt. Và những cái chứng bệnh mà rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh tâm lý nó là rất là ok, và nó luôn kiêm luôn cả là cái chứng bệnh mà xương khớp. Anh em nào bị xương khớp nha, đau nhức xương khớp đó là nên dùng thân và rễ chắc là nấu nước uống rất ok. Và nó có cái giá trị dinh dưỡng rất cao, cây chùm ngay là nó có giá trị dinh dưỡng rất cao nha bà con. Bà con nên nấu canh ăn hàng ngày rất là tốt, vì nó là nhóm vitamin B1, B2, B3, cho nên nó ngừa tất cả các chứng bệnh. Ví dụ như những cái chị em phụ nữ mà có chứng bệnh mà ung thư vú á, thì cũng nên dùng với cây chùm ngay này. Nó thì vì nó là có chất xơ, uống ngừa ung thư rất cao. Những người là ví dụ như những người ung thư vú nè, ung thư đại tràng nè, là viêm gan siêu B nè, viêm loét dạ dày thì nên uống cây chùm ngay này, nó hỗ trợ là điều trị mấy cái đó rất là tốt, như tá tràng, đường ruột. Thì tất cả bà con cô bác nên là dùng những cái cây chùm ngay này. Thì nó đối với những chị em phụ nữ mà về già tóc bạc hoặc là mờ mắt thì cái cây chùm ngay này nó cũng có là hỗ trợ điều trị cho chứng bệnh lão hóa cơ thể, mờ mắt rất là tốt. Vì vậy tất cả chúng ta nên mà biết những bài thuốc trong vườn về cây chùm ngay này, vì cây chùm ngay nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị trong những cái căn bệnh mà nan y, ung thư. Và những cái người mà lưu lượng tiểu đường rất cao trong máu, như là những bệnh tiểu đường đó, hen suyễn, viêm phế quản, suy đường hô hấp, thì cũng nên dùng cây chùm ngay này nha bà con. Thì cái cây chùm ngay này nó có tác dụng là bảo vệ được cái phổi nè, phổi yếu nè, thì nó bảo vệ phổi rất tốt, ngăn ngừa được chứng bệnh mà sỏi thận. Nhưng mà những anh em nào mà bị mà sỏi thận á, viêm thận rồi đó, thì nó uống nên uống cây chùm ngay này, nó giúp ngăn ngừa sỏi thận, giúp lợi tiểu. Uống cây này là cũng lợi tiểu, rửa mà mắt, và nó cũng được chữa trong chứng bệnh mà thiếu máu nữa. Anh em nào mà bị thiếu máu, tê tay tê chân thì cũng nên dùng cây chùm ngay này. Rồi sau này là cái những cái tác dụng của hỗ trợ cây chùm ngay chữa bệnh thuốc đó, là chữa bệnh đó, thì mình cũng nói sơ qua rồi. Bây giờ hai anh em khai thác cây chùm ngay này để mà trở về chùa. Rồi bắt đầu hai anh em Phước Tuệ xin chặt nha, chặt cây này rất tốt nha cả nhà. Cây này nói chung là cây này là thân cao 8-9 mét á, rất cao. Thì cũng có ông anh xóm là ông thấy hai anh em Phước Tuệ là làm công quả công đức cho chùa, ông mới gọi điện thoại hai anh em đến chặt cái cây này để đem tới chùa. Vì vậy mà những clip tới là mình gặp những cái cây chùm ngay nào là mình chỉ những cây thuốc nào là mình chỉ chia sẻ cho tất cả bà con cô bác Sài Gòn được biết. Thì đối với cây chùm ngay thì rất dễ sống nha cả nhà. Cây chùm ngay này thì mọi người nếu muốn dâm nó thì chỉ cần mà chặt cái thân cây thôi, là đào cái lỗ đất dâm tưới nước hàng ngày thì nó vẫn là mọc rễ lên, rễ khác nhân cả nhà, rất là dễ sống. Thì ở quê người ta hay dùng những cây chùm ngay này để mà làm những cái bờ rào, rào gai á, thì trồng trong những bờ rào thì nó ra, nó lên nhánh, lên lên lá rất nhanh. Thì nếu mà cái cây chùm ngay nó càng già thì cái liều lượng thuốc á, vitamin B nó rất là cao, thì cây càng già thì nó càng tốt nha cả nhà. Bây giờ hai anh em mình ráng chặt cái cây này nói chung là thân rất lớn chứ không nhỏ đâu, thân này phải một ôm á. Thì chỉ cần chặt thì bữa sau nó sẽ ra những cái nhánh khác thôi. À, em chặt cái cây đã chặt ra cho nó rước nước nhánh khác luôn.
Đó, chặt cái đó. Mọi người thì nhìn thấy cây lớn không? Thân rất mềm nha, không cứng. Thì ngày xưa mình có một cái người chị quen biết, ông già của chị ta là bị tai biến mà nằm liệt một chỗ, bị lở loét lưng á. Thì chị ta mới dùng cái lá cây trùng ngây này nè xay ra nấu nước, nấu cháo cho cái người mà bị tai biến liệt nằm chỗ uống hàng ngày, và dùng cái nước của trùm ngây để mà nấu nước tắm cho ông già chỉ. Thì trong thời gian của một tháng sau là da nó liền lại nha cả nhà, nó không có bị vết sẹo nha, da liền lành vết thương liền. Thử tác dụng của cây trùm ngây rất là ok. Thử nhiều đôi lúc mà, nhưng mà mình hỏi nhiều địa phương thì có nhiều địa phương tôi không biết cây trùm ngây là cái gì nha. Ở quê mình là gọi cây trùm ngây, chứ còn những địa phương khác không biết cây trùm ngây là cái gì. Thì nó nhìn cái cây nó thân rất mềm chứ không có cứng. Thì sau khi thằng em của Quốc Lệ nó chặt ra nè, cả nhà nhìn nè, cái thân không, thân rất mềm. Cái nước nè, thân mềm lắm, nó là dạng thân cây cao nhưng nó mềm chứ không phải cứng đâu. Thành thử nó cách này dễ nhận biết lắm. Khi mình ngửi vào cái thân cây nó nè, nó có mùi thơm thơm nha cả nhà. Cây này là khá to chứ không nhỏ đâu. Cây khá to nha cả nhà, phải một ôm á. Cây này nói chung là tuổi thuốc cũng già rồi nè, rất tốt, cao, thân cao, cây này cao. Thì mình đi làm những cái bài thuốc này thì đôi lúc ra trong dân địa phương là người ta biết là cái cây thuốc này cái gì, là người ta chỉ đến cho Phước Tệ để mà về chặt cho hút, chặt về đem về chùa để mà làm từ thiện. Thì cả nhà xin xem cái cây trùm ngây nè, rất to cao nha. Cây này nói chung là cũng rất là dài thuốc, thân cây rất to. Nếu mà anh em nào bị gút mà kêu là gút mà để mà nó u ra rồi, để mà bác sĩ mài bệnh viện là mài vừa những cái chỗ mà gút u ra, thì anh em nên nhớ là dùng cái rễ của nó sắc trong lúa hàng ngày rất tốt. Cái thân nó như thế này nha cả nhà, thân trùm ngây như cái này nè đó, nhìn cái thân rất dễ, thân mềm. Sau khi mình cũng chơi chặt ôm nha đây nha, ôm trùm ngây này, thì hai anh em Phước Lệ sẽ chở vào chùa để mà chùa chặt sắc lát ra phê cùng các loại thuốc khác để mà hút ba tấn. Thì đối với những cây này thì nói chung rất quý, mà đôi lúc mọi người không biết đâu. Thân nó là như thế này nha, thân nó như thế này thì nhìn rất dễ biết rồi. Nhưng mà nếu mà sử một cây này nè, mình chỉ cần tiện lấy một khúc cái này mình đi mình dâm, là dâm vào đầu mình tưới nước vào thì nó sẽ nứt nhánh lên rồi nha, rất dễ sống rồi. Cây trồng cây này nói chung chỉ cần dâm là đào đất, dâm tưới nước là nó sống rồi. Thôi, mình cũng làm clip hôm nay đến đây kết thúc. Mình cũng làm những cái về chia sẻ về cái thuốc quý á, thì mong bà con cô bác hãy ủng hộ, bấm cho một like, một đăng ký kênh, một bình luận để mà mình hai anh em Phước Tệ có cái động lực làm những cái cây thuốc chia sẻ hàng ngày để cho bà con am hiểu, biết thêm về những cây thuốc quý dân gian mà trong vườn, trong đường rẫy, kể cả sân nhà. Mọi người đều có nhưng mà đôi lúc mọi người không biết đến. Thôi, xin cảm ơn tất cả mọi người, các bạn.